Châu Gia Kiệt tiết lộ sẽ lên xe hoa vào cuối năm nay. Cuối năm nay tôi sẽ lên xe hoa lấy vợ và kết thúc những tháng ngày sống độc thân, ca sĩ Châu Gia Kiệt cho biết. Mới đây, chương trình Đời Nghệ Sĩ đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Châu Gia Kiệt, một tên tuổi từng khá nổi tiếng cách đây gần 20 năm, làm mưa làm gió trên khắp các sân khấu ca nhạc những năm 2000. Châu Gia Kiệt chinh phục khán giả bởi ngoại hình điển trai, giọng hát khỏe khoắn cùng phong cách biểu diễn trẻ trung, nam tính. Sự nghiệp của anh gắn liền với bài hit Anh Chàng Đẹp Trai, từng len lỏi khắp mọi ngõ ngách, đưa anh lên hàng ngôi sao. Tại chương trình, Châu Gia Kiệt tâm sự về sự nghiệp của mình. Nổi tiếng chỉ sau một đêm, cát xê gấp 10 lần. Đến giờ tôi vẫn nhớ về những kỷ niệm của những ngày đầu vào nghề. Trong vòng 10 ngày, từ một người không ai biết đến, tôi đã trở thành cái tên được rất nhiều người biết đến. Sự thay đổi quá đột ngột này chính bản thân tôi cũng không tin và không nhận ra. Ban đầu, khi được mời tham gia chương trình Giai điệu tình yêu trên đài truyền hình, một chương trình ăn khách thập niên 2000, tôi đã hát ca khúc Anh Chàng Đẹp Trai. Sau khi chương trình phát sóng, tôi chở mẹ đi chợ và được rất nhiều bà con nhận ra và hò hét tên mình. Lúc đó, mẹ và tôi mới biết là tôi đã nổi tiếng. Cũng từ lần đó, tôi ý thức được bản thân và bắt đầu chỉn chu hơn mỗi khi bước chân ra đường. Không chỉ được đông đảo khán giả biết đến, nhờ bài hit đó mà tôi được các bầu show chú ý đặc biệt. Trong những năm 1997-2000, các CD diễn của tôi chỉ vỏn vẹn từ 15.000 đồng đến 50.000 đồng một show. Nhưng chỉ sau một ca khúc, các CD của tôi đã tăng lên với tốc độ chóng mặt. Chỉ một tuần sau khi chương trình Giai điệu tình yêu phát sóng, tôi nhận được lời mời đi diễn với các CD là 500.000 đồng, gấp 10 lần mức cũ. Tôi đồng ý ngay lập tức trong sự ngỡ ngàng. Không dừng lại ở con số đó, khi hit Anh Chàng Đẹp Trai được công chúng yêu thích, nhà nhà, người người đều nghe thì cát xê của tôi cũng tăng dần theo cấp số nhân. Lên 7 triệu đồng, rồi 15 triệu đồng chỉ trong vòng một tháng. Các bầu show còn liên tục đặt lịch biểu diễn với tôi và đặt cọc với số tiền lên đến 200 triệu đồng. Tôi chính thức trở thành cái tên để bán vé và trở thành ông hoàng phòng vé của các sân khấu ca nhạc các tỉnh miền Tây. Cuối năm nay sẽ lên xe hoa. Nghệ danh Châu Gia Kiệt của tôi mang yếu tố phong thủy, vô cùng phù hợp với thị hiếu của khán giả thời bấy giờ. Ngày đó, khán giả yêu thích những cái tên có ba chữ. Nghệ danh này đã góp phần không nhỏ trong hành trình xây dựng tên tuổi và khẳng định vị cho tôi. Sở dĩ thời gian qua tôi vắng bóng trên các sân khấu ca nhạc cũng như không ra nhiều sản phẩm vì phải giải quyết chuyện gia đình. Đến thời điểm hiện tại, khi mọi thứ dần được sắp xếp ổn thỏa, tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn với âm nhạc. Thời gian tới, bên cạnh việc phát hành những sản phẩm, ca khúc mới, tôi cũng đã thu âm và ghi hình lại những ca khúc trước đó gắn liền với tên tuổi của mình. Tất cả đã được lên kế hoạch và rất mong chờ đến ngày ra mắt khán giả. Tôi cũng xin vui mừng thông báo với khán giả, cuối năm nay tôi sẽ lên xe hoa lấy vợ và kết thúc những tháng ngày sống độc thân.